Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác, các quý khách yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2017 và cũng là ngày thứ bảy cuối tuần, kết thúc cho một tuần làm việc thì Tiến Audio xin chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ thật vui vẻ, thật khỏe mạnh, làm ăn gặt hái nhiều thành công. Và em xin tiết kiệm video và đi vào trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề giới thiệu một số loa âm ni. Nó vừa về cửa hàng của nhà em tối hôm qua. Đây là một đôi loa, nó về được vài ngày trước, trùng ngày rồi. Đờ Long VS270Z 8 ohm công suất 60W một thùng, là giá 8,2 triệu. Và đây là đôi loa mới về, Đờ Long DS77HZ các bác nhé. Đờ Long DS77HZ giá 9 triệu đồng, đáng sưu tầm và đáng chơi. Quý vị thật nhanh tay để sở hữu đôi loa này. Đôi loa này vừa nghe nhạc và hát karaoke rất hay. Và đây là đôi loa huyền thoại Piller CSF900. Nó vừa về em chưa kịp test lên khoe với các bác thì đã có một bác khách đặt mua rồi. Giá của nó là gần 8 triệu đồng. Và đây là một đôi loa cũng của hãng Piller CSF979 các bác nhé. 979. Cái công suất của nó là 150W và nó có trở kháng 8 ohm. Made in Japan các bác nhé. Độ nhạy của đôi loa này rất cao các bác, rất cao, trên 90 dB. Đó. Các bác nhìn đôi loa này rất đẹp, bát 30, màng giấy gân của nó là cái gân gân vải các bác nhá, gân vải, và nó có sử dụng tới 4 đường tiếng, 4 loa trên một thân thùng, một bát 30 màng giấy gân vải và một loa trung giấy, một loa chép giấy cộng với một loa chép điện. Ok. Và có một lỗ thông hơi ở đây. Giá vô cùng yêu thương các bác nhé. Em bán rẻ không đâu có, giá 7 triệu đồng. 7 triệu đồng cho đôi loa Piller CS979 các bác nhé. Zin đét luôn. Và em về một đôi loa đến từ Mỹ. Đây là đôi loa. Các bác nhìn thương hiệu của nó này, em chưa lau chùi nhé. Đây, bẩn nguyên. Đây là đôi loa, tên của nó hơi bị khó đọc. Đó, em đọc theo cái ký hiệu của nó này, Percau Audio. Percau Audio các bác nhá, Percau Audio. Rồi. Percau Audio và cái thương hiệu của model đó. Em không tiện quay đằng sau thì em ghi luôn cái nhãn mác ra đây. Đây cái model của nó là LS70 các bác nhá. LS70 này các bác vào cái anh Tuấn Lâm Thanh Phú Thọ, anh có bán đôi này, giá 9.900, giá 9.900 các bác nhá, giá 9.900. Cho đôi loa Percaudio LS70 các bác nha. Nhưng em bán cho các bác giá 8 triệu đồng. Giá 8 triệu đồng các bác nha. Đôi loa đến từ Mỹ. Nó sử dụng hai bát điện các bác ạ. Hai bát điện và một loa check dôm. Đôi loa này nghe khỏi phải nghĩ. Nó quá nổi tiếng trong dòng của loa Mỹ Percaudio. Đây là bên này là em để nguyên là căng các bác nha. Nó có hình của nó là loa tháp. Ở dưới thì to mà ở trên thì nhỏ các bác ạ. Đấy. Nó cao sấp xỉ 1 mét, sấp xỉ 1 mét các bác nha, có lỗ thông hơi đây. Đặc biệt đôi loa có công suất rất lớn và trở kháng cao. Nó dễ ghép âm ni, vô cùng dễ ghép âm ni các bác. Giá của nó 8 triệu đồng nha các bác. Cái thùng của nó này, cái màu gỗ rất đẹp, rất đẹp luôn, và đôi loa là rất nặng. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn vậy. Rất nặng. Chiếc âm ni này đã có chủ, đã bán nha. À, quay lại một số loa thì đây là một đôi loa mới về. Cửa hàng của Tiến Audio, JBL TLX18 các bác nhá. TLX18. Đây là đôi loa margin Đan Mạch các bác nhá. Hãng JBL thì được sản xuất ở rất nhiều nước, kể cả Italia, Indonesia, Đan Mạch, Pháp và Mexico, rất nhiều vân vân. Đây là đôi loa JBL được sản xuất tại Đan Mạch. Các bác nhìn California, USA nha các bác nhá. Nó sử dụng một bát 25 các bác nhá. Gân của cái màng của nó là màng giấy và gân của nó là gân vải các bác ạ, gân vải. Và một loa chung khá lớn ở đây. Cũng là màng giấy và gân vải và một loa chép đôm rất hay các bác ạ. Và cái giá của nó là 8 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. 8 triệu 500 ngàn đồng cho đôi loa JBL TLX18. Ok. Và đây là đôi loa Boston A100. Có độ nhạy 90 dB và trở kháng 8 ohm.
Made in USA luôn, đôi loa này sản xuất tại Mỹ luôn các bạn, sản xuất tại Mỹ luôn nha. Đôi loa này sử dụng hai đường tiếng và gồm một bát, là cái bát của nó là cái bát mang carbon tổng hợp, và cái gân của nó này là gân vải các bác nha, gân vải lụa tấm dầu, và một loa chép dôm ở đây, cái tính chép của nó rất hay, đôi loa này nghe rất hay các bạn. Các bác lên sở hữu đôi loa này 7.500.000 đồng. Và đây là đôi loa có giá 13.700.000, giá rẻ không ở đâu có các bác nhá. Thì là đôi loa này là đôi loa, cái model của nó là Đần Lông SCG88. Đó, em đã có mấy cái video và test cả âm thanh đôi loa này rồi các bác nhá. Thì đôi loa này có độ nhạy 91 dB và trở kháng của nó là 6 ohm và công suất của nó là 200W một thùng loa. Đôi loa này rất nặng, giá 13.700.000 đồng. Đó, đây là đôi loa Pillar CS655 và 4412A, giảm giá cho các bác là còn 21 triệu các bác nhá, 21 triệu. Và đôi loa 4311 Control Monitor giảm giá còn 18.500.000 đồng các bác nhá. Hai đôi loa này mỗi đôi một đôi giảm giá 500.000 đồng luôn. JBL 4312A Sub Stereo Monitor, dòng này nghe nhạc khỏi bàn cãi. Và quý vị nhìn có biết cái gì đây không ạ? À, rất hay nhá, rất độc đáo. Hôm nay em về được một chiếc đài cổ, chiếc đài cổ của Đức các bác nhá. Đây là hình thù bằng trước mặt của nó này. Đó, rất đẹp, nhìn nào, rất đẹp. Đấy, thế là đây, đây là các bác nhìn. Hiệu trưởng trường tiểu học Bằng Lang cho biết đây là to nhỏ nhá, ở bên trong này là chỉnh bát này, chép này. Đấy, là con em cùng một đúng, nhưng bên ngoài là chỉnh to, bên trong là chỉnh bát chép. Đấy, để các em có sự hiểu biết về phong tục tập quán, các làn điệu truyền thống của đồng bào dân tộc, nhà trường đã đây là các tần số đài. Đây là ví dụ các bác bật số tần số này thì các bác vặn ở cái nút chỉnh volume ở đây. Đấy, đây là tần số đài nhá, các bác bật nút nào xuống như thế này thì các bác chỉnh ở nút này, ở nút dò đài đây nhá. Đây là cái mặt gương của nó, mặt gương còn nguyên bản luôn. Đây là sắt xi màu sắt xi đồng, sắt xi đồng luôn các bác nhá. Và đây là cái nhãn hiệu và mắt thần của nó. Đây là E-căng. Đôi loa này trang bị cái màu của nó rất đẹp, xước sát, nó bị xước xước một chút này các bác này. Cái này là lấy tí tắc ly đánh là nó chỉ thế này luôn. Và chúng ta cùng đi quan sát ở phía sau của nó. Nhà trường xây dựng khóa 4 tuần. Đây là phía sau nhá. Đây là một chiếc đài của Đức, của Đức nhá. Nó được trang bị một loa toàn giải bầu dục lớn, rất lớn các bạn. Cái loa bầu dục bát 25 luôn các bạn nha. Cái loa bầu dục này bát 25 luôn, loa toàn giải. Đó, và nó có sở hữu như một cái âm ni đèn ở đây. Đây, đây là một dàn đèn nha các bác nha. Đây là chạy bóng đèn đây này. Đây, nó chạy 4 con bóng đèn luôn, tới 5 con bóng đèn đó. Đây, các cụ tột trụ cột của nó này. Đấy, các em giới thiệu qua vậy thôi nhá. Chiếc đài này rất đẹp và giá của nó là 6.500.000 đồng dành cho những người siêu tầm đồ cổ, dành cho những người siêu tầm đồ cổ các bác nhé. Thể dục âm nhạc, tổ chức những cuộc thi dân ca, dân vũ, vẽ tranh về văn hóa truyền thống. Và rồi hôm nay em lại về được một đôi loa Watt Fedden. Rồi, Watt Fedden các bác nhá. Anh em cứ giới thiệu một đôi loa Anh, nó sản xuất ở tại Anh Quốc luôn. Đây, nó chỉ bị thay cái lúm loa thôi các bác này. Cái lúm loa này thì anh em vẫn còn, thế nhưng mà cho vào thì các bác chọc cái dây vào nó rất là khó các bạn. Cái dây của nó chọc để đấu dây loa vào đấy, nó rất khó nên em đã thay cái này vào rồi. Còn đâu ai bác nào mua thì em đưa cho nó, cho các bác cái nguyên bản luôn. Và các bác nắp kiểu gì thì bác nắp. Và nó có một cái tinh chỉnh ở đây, ở phía sau này nhá các bác nha, bắt chét. Đôi loa này sở hữu hai đường tiếng các bạn. Đó, nghe sang bên này. Em vặn cái đài nhỏ hơn chút. Đôi loa này có sở hữu hai loa hai đường tiếng. Đây này, đôi loa Watt Fedden VK60, các bác nhớ model nó nhá. Watt Fedden VK60 giá là 12.500.000 đồng. Các bác vào Watt Fedden VK60 nhá. Nhưng mà các bác phải tra đúng cái đôi loa mà nó có hình e căng màu vải như này nhá, màu vải vàng này nhá, chứ không phải là e căng màu khác đâu. Màu khác là hàng thứ hai, thứ ba, nước thứ hai, thứ ba đấy các bác. Rồi, đôi loa này được sản xuất ở tại Anh Quốc. Trong củ của nó là củ ống cân, củ rất là dài.
Củ nó rất là dài và to, khủng lặng. Bát của nó là bát 30, màng giấy gân cao su ngược các bác nhá. Và một nó có một cái loa check ở đây này. Và một lỗ thông hơi ở chỗ này. Một loa check ở đây và một lỗ thông hơi ở đây. Và nó sở hữu bát 30. Wattfaden W60, W60 tức là các bác biết chữ M ngược ấy. 60 là đánh ra đôi loa này và người ta đã bán ở đôi loa rất nhiều, em bán rẻ hơn mọi người rất nhiều nha các bác nhá. Giá 12.500.000 đồng. Đôi loa này gông của nó sản xuất, nó viết luôn là ở trong gông loa đó là made in England luôn. Và chúng ta muốn tháo đôi loa này ra, đôi loa này thùng thành vách rất đẹp, nó đẹp không có một cái chỗ nào để chê luôn. Muốn tháo đôi loa này này thì ra để xem bát thì phải tháo cả cái bằng đít này của nó ra. Rồi. Quay lại một số âm ni thì em về được một số âm ni các bác này. Lukman 505X giá 7.500.000 đồng. Và em về hàng mới này, Teclic SA200, con này công suất 160W và giá của nó là 6.500.000 đồng các bác nhá. Giá 6.500.000 đồng cho đưa chiếc âm ni đài G-Cyber Teclic có chất âm rất hay. Và ở dưới nó là một chiếc âm ni của hãng Pühler SX780. FX780 là có mấy đời các bác nhá. Một đời là của nó là chỉ có 150W, nhưng mà con này là 240W các bác nhá. SX bác phải nhìn so sánh, nó có điểm khác nhau rất là nhiều về các nút. SX780 con này xuất Mỹ 240W. Giá của em này là 8 triệu đồng các bác nhá. Giá của cái em Pühler SX780 này giá 8 triệu đồng. Và về được hai con âm ni của hãng Genlytic, hoặc các bác có thể gọi là Genlytic cũng được. Cái model của nó là STA 2500 các bác nhá. Giá của em này nó là 8.500.000 đồng các bác nhá. Giá của em này 8.500.000 đồng. Đây là chiếc âm ni G-Cyber, nó bắt được đài và nó có khi mở lên nó có dàn nháy ở đây, rất đẹp và có rất nhiều chức năng. Công suất của nó là 400W, đánh được nhiều dòng loa, đặc biệt những dòng loa cổ của Mỹ và của các nước khác nhau. Và ở dưới của nó là chiếc ở trên này là 8.500.000 đồng các bác nhá. Chiếc âm ni Genlytic STA 2500 này nè, giá 8.500.000 đồng em ghi đây. Và ở dưới nó là chiếc âm ni có giá 8.000.000 đồng cũng là Genlytic hoặc Genlytic STA 2270 các bác nhá. 2270 cũng bắt được đài FM và các tần sóng và khi mở nó cũng nháy ở đây. Và hai con này có công suất như nhau, 400W. 6.2. Cái hai con âm ni này là xuất Mỹ và Genlytic, hãng Genlytic thì chuyên là xuất Mỹ. Nó là điện một cầu 220 và đây cũng xuất Mỹ và đây cũng xuất Mỹ luôn. Các bác nha. Và em về được một chiếc âm ni Marzahn, model của nó là 1152. Có công suất 290W. Con này đánh được nhiều dòng loa, các bác đã biết rồi. 290 công suất của nó là 290W và giá của nó là 8 triệu đồng. Giá của nó là 8 triệu đồng các bác nhá. Giá 8 triệu đồng cho chiếc âm ni Marzahn 1152. Ok, tiếng chất âm rất hay. Và chiếc âm ni Pühler SX9000 giá 14.200.000 đồng. Và chiếc âm ni Sansui D607F Xtra có giá 5.500.000 đồng. Hitachi HAV7 công suất cao, đánh được nhiều dòng loa rất hay. Có một cái mức giá là giảm 3.600.000 đồng. Đờ lông 890D, đây là thuốc độc của những đôi loa Pühler 180 và 180A và 180 Mark 2, Mark 3 học D, Panama. Nó là thuốc độc, các bác lên sắm nó về chơi. Giá 11 triệu đồng, không thể xuống được nữa. Yamaha AVC30. Chiếc âm ni này có cái mức giá là 4.500.000 đồng, giảm luôn, giảm xuống một chút luôn các bác nhá, 4.500.000 đồng. Và đây là những chiếc lọc Sellwood các bác nhá. Hai chiếc lọc này ở trên này là có giá 3.500.000 đồng. Đó, model của nó là chiếc Lick có giá là từ 2.500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sellwood để cần được nhái này rất đẹp. Ok, và một số đầu đĩa giá từ 2 triệu đến 2.500.000 đồng Soli Yamaha đến từ các nước khác nhau. Còn bây giờ em xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bác. Cảm ơn quý vị và các bác rất là nhiều.